Mến chào tất cả các cô, chú, anh chị khán giả. Hiện tại thì em đang có mặt tại chợ Vĩnh Long. Trong video hôm nay thì em sẽ vô chợ để mà mua thêm những vật dụng cần thiết trong nhà của chị Thanh. Thì ở video trước thì có dẫn Hương đi qua chợ ở xã của chị Thanh đang ở. Thì ở đó thì chợ nhỏ thì chỉ mua được là đồ cho chị Thanh nè, rồi cũng như là mua mùng, mua chiếu và mua niệm. Rồi còn lại thì không có mua đầy đủ, nên là trong video hôm nay thì mình sẽ đi một vòng chợ Vĩnh Long để mà mua thêm cái cây lau nhà nè, rồi cũng như là mua thêm mua ly, rồi để coi có cái nào mà cần thiết và cần cho chị Thanh thì mình sẽ mua thêm ha. Thì sau ngày mình đăng video đó thì ngày 6, ngày 7, ngày 8 là ngày hôm nay là ngày 8 tháng 5 thì em có nhận được sự giúp đỡ của một số anh chị, các nhà hảo tâm có gửi thêm để mà về giúp đỡ cho hai mẹ con của chị Thanh. Trong đó đầu tiên có là một chị gái giấu tên là chị có gửi cho chị Thanh là 2 triệu, cô Cúc là có gửi cho 1 triệu, chị Sara Trương là có gửi cho hai mẹ con chị Thanh là 2,2 triệu, tổng là 5,2 triệu. Thì bây giờ cái số tiền thì hiện tại thì mình cũng tạm giữ ở đây, vì số tiền hôm trước thì mình có trao cho chị Thanh là hơn 3 triệu rồi, sau khi mua đồ mua đạt xong là trao hơn 3 triệu rồi. Số tiền đó thì trong tháng này thì chị Thanh chỉ sẽ mua đồ đạt, thức ăn và để dành bỏ túi được rồi. Còn cái số tiền hiện tại ở đây thì mình không có dám cho nhiều, tại vì khi mà mình gửi nhiều quá thì trộm cướp sẽ dòm ngó, và gia đình của chị Thanh thì ai cũng bệnh hết, thì sợ là trộm cướp vô thì rất là nguy hiểm cho gia đình của chị Thanh. Nên là số tiền này thì mình sẽ trích ra một phần để mà mua thêm những vật dụng trong nhà cho chị Thanh. Thì bây giờ mình sẽ vào cái cửa hàng bán đồ mũ cũng như là bán cái những cái vật dụng cần thiết để mà mua thêm cho chị Thanh, để xem mua thêm cái gì đây. Tại vì nhà của chị Thanh là bây giờ cũng rất là nhiều đồ rồi, nên là bây giờ những cái ly nào mà cũ quá, những cái ca nào mà cũ quá thì mình sẽ mua mới, để rồi sau đó là mình sẽ bỏ hết những cái cũ luôn để mà gọn gàng cái căn nhà, cũng như là ăn uống là cũng vệ sinh sạch sẽ hơn. Chợ Vĩnh Long thì hôm nay bà con đi chợ rất là đông, và hôm nay là ngày mùng một nữa, bà con ăn chay nè, rồi đi chợ mua bông mua hoa, rồi mua đồ ăn rất là nhiều luôn ạ. Đây là cái khu bán trái cây nè, đây là đường 3 tháng 2, đó toàn là những món đặc sản ở miền Tây thôi. Đây là bán đồ đồ mặc nè, khu qua bên đây là bán rau củ quả. Rồi mấy cái đồ mũ thường là mình mua ở đây đây, mấy cái món đồ mua mới cho chị Thanh hết luôn. Đây là anh bán đồ mũ rất là nhiều. Bà con có mua đồ mũ ủng hộ anh trai. Anh ơi, em muốn mua mấy cái ca uống nước. Dạ. Nhỏ đó. Dạ. Nhiều cái gì anh? 15.000 cái ha. Dạ. Được nước sôi được luôn anh. Đó, thấy chưa? Em hỏi là có anh này anh mua ủng hộ liền anh thấy không? Anh bán đầy đủ hết luôn nè. Rồi này là bức luôn anh. Rồi cái nữa đó, thấy chưa? Đó, mở hàng cái là bán được 2 cái liền, thấy chưa? Vậy là anh lấy cho em 5.000 đi coi. 3 cái này đi. Cái này thì bự hơn nè. Vậy cái này bự hơn hả? Đó 20. Vậy lại lấy em 3 cái này đi. Em mua cho cái từ thiện cho chị kia. Hai mẹ con bị bệnh. Rồi từ từ nghe, gom hàng để em mua từ từ. Bán cho em cái sọt gác mà cũng gọn gọn thôi. Có cái sọt gác mà đẩy không anh? Ở đó đậy đậy đi cho nó nhìn nó, nhìn nó lịch sự hơn. Anh là bán ngay
cái này kêu bằng cái góc ngã tư, gần gần góc ngã tư chỗ ba cửa hàng bún anh. Đó, ngang 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 đối diện hàng bún. Nói chung là thường là ở Vĩnh Long thì mình thường hay ghé mua ở chỗ của anh. Trước giờ mua ở anh chắc tiền là mấy triệu tiền đồ rồi đó nha. Dạ, đây cái thùng rác nè, do là chị Thanh á, mỗi lần chị đi vệ sinh á là chị toàn là chị bỏ ở trên giường không à. Rồi không có để vô sọt rác gì hết. Đó. Rồi mua cái cây lau nhà anh ơi. Cây lau nhà mà dạng vắt luôn á. Cái dạng có cái thùng hay sao? Đúng rồi, có cái thùng á. Rồi, trong đó là gọn luôn anh. Dạ. Đâu cái hình đó là sao anh? Dạ, nó có cây nó sẵn có thùng bên nước, bên vắt ướt, bên vắt khô. Rồi ok. Rồi nữa mà mấy ví dụ mà mấy cái này mấy mình mua riêng có không? Có luôn ha. Dạ. Rồi. Hỏi kỹ đặng biết đường. Lấy chim hả? Không, em quay đặng giúp các nhà hảo tâm gửi để mà giúp đỡ từ thiện cho cái hoàn cảnh đó thì em mua. Dạ, anh là bên YouTube hả? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Để coi coi. Cái ly mà uống nước á anh. Cái ly mà uống nước cái này không? Rồi cái này đi. Lên mấy cái. Này nhiêu cái? Này 25. 25 hả? Này uống sữa đồ được nè, cái vậy. Uống sữa hả? Ừ, hay là muốn lấy loại mỏng. Đâu em đi coi cái loại kia coi. Nè, loại mỏng nè. 5.000 cái. 5.000 cái ha. Dạ. Em thấy cái này cũng được à. Tại nãy mình có mua ca nhỏ rồi, ca kia rồi. Ừ đúng rồi, cái ca kia mình có ca này uống nè. Ừ. Vậy bán em 4 cái này luôn đi. Okay. Đó. Rồi. Để son coi. Nồi gì không? Son nồi có rồi anh ơi. Tại ở bên bển cũng có mấy cái ca này mà thấy không có vệ sinh, không có chà rửa gì hết trơn á, rồi thôi em mua mấy cái mới luôn. Mà móc phơi đồ. Mấy mấy chục? 20 đi. Anh bán đầy đủ hết luôn. Không thiếu thứ gì hết trơn. Rồi 20 đó. Rồi cái kia hút rác. Chỗ quét nhà không? Chỗ quét nhà hả? Không được mà không biết giờ sao mấy cái chỗ bự quá mà chở được không ta? Hồi anh gói gọn lại cho em chở á. Cộng sao? Dạ. Rồi vậy chỗ quét nhà. Cây lấy cây nhựa, cây nóc. Cây nhựa thôi. Hồi anh gói giùm em gọn lại nha. Dạ, quá trời đi đường xa nữa anh ơi, đi qua tuốt ở bên Đồng Phú. Dạ. Được à. Rồi cái chổi đâu? Cái chổi đúng rồi, chổi luôn đi để quên. Chổi ở bên bển là cũng hư rồi, nên là lâu lâu đi mua cho chị Thanh, coi như là mua đầy đủ hết rồi, mình thay cái cũ luôn, lấy cái cũ gom về hết luôn. Rồi cái chổi, cây hút rác, sọt rác, cây lau nhà, cà uống nước. Có nhựa hả? À, thiết. Nhựa. Rồi mấy cái miếng này là nhiêu miếng anh? Này nè. Mua luôn. Chết mồ. Đổ cái gì của anh rồi? Này nó rẻ hơn nè. Rẻ hơn hả? Mà nó sạch không? Lau sạch không? Là miếng vậy là nhiêu tiền? 13, 2 miếng 25. 2 miếng 25. Vậy là lấy 4 miếng đi. 4 miếng là 50. Thấy cũng dày. Rồi. Nói chung á là nhà của chị Thanh là cái nào cần thiết thì em mới mua thôi, chứ em không có mua mà quá nhiều thì để ở trong nhà thì nó chật nhà rồi không sử dụng nữa. Tại vì Hương là cũng rất là tiếc đồ, không có muốn bỏ cái thứ gì hết. Hôm trước mình qua đây mình dọn đó là Hương là cái gì là cũng muốn đem vô nhà, dù không sử dụng được cũng hư hết rồi mà cũng vẫn muốn sử dụng để mà xài. Thì hôm nay mà mua cái này qua thì mình sẽ thuyết phục Hương bỏ những cái đồ đã cũ rồi để mà thay những cái đồ này.
xô thì cũng có rồi, xô nhà có rồi, nước đá, nồi là cũng có, một anh nhà hảo tâm thì cũng cho nồi rồi, nên là cho em vô em coi có gì em cần mua không, nhiều khi mình thấy mình mới biết. Đèn pin nè, chắc cũng không cần tới đèn pin. Hồi nãy mấy cái này là cái uống nước nè, cái bình nước bỏ tủ lạnh nè. Mấy cái này thì chị Thanh chứ không cần mấy, chắc phải mua thêm mấy cái rổ cho Hương để cái mấy cái đồ đạc rau củ quả. Đâu cái rổ đâu anh? Rổ. Vừa. Bự hơn nữa anh. Đó. Ơi. Mấy cái. Cho em hai cái đi. Nhiều quá cũng không có chỗ để tùm lum trong nhà nữa. Rồi xong rồi muỗng đũa này kia là chắc cũng còn, thấy là cũng không có muỗng đũa bánh cũng còn nhiều lắm, chén dĩa thì cũng còn nhiều, nên là chắc tạm thời mua nhiêu đây thôi, tại vì mình đi xe máy rồi cũng không có chở được nhiều. Rồi bây giờ anh trai tính tiền giúp em đi. Dạ, rồi sẵn anh gói là giùm em cho nó vô bao gì đó cho em gọn. Em rồi đúng rồi, đi quá đơn nha, tức số tiền tổng tiền cũng dễ. À ở đây anh có bán mấy cái chai mà giống như là vệ sinh sàn nhà đâu không anh? Cái đó anh bước lên lầu. Rồi em đi qua bán sẵn tính tiền giùm em nha. Rồi em luôn à. Rồi qua đây mua mấy cái chai vệ sinh lau sàn với lại như cái gạch đó là bị dơ lắm rồi, trà không gà, nên là hôm nay coi như là mua lên lầu mua thêm. Đây mấy cô bán đầy đủ hết nè. Chợ Vĩnh Long là chợ lớn mà, là bán gì cũng có. Khu này là bán đường, bán mấy cái đồ hộp nè, đường muối rồi giống như là tạp hóa là đầy đủ hết. Dạ em mua cái chai mà giống như là lau sàn á, lâu ngày mà nó dơ quá rồi xịt lên cho nó sạch đó. Rồi. Chai 1 lít hay là chai bự anh? 1 lít thôi. 1 lít thôi, nhưng mà sàn gì? Sàn gạch mình nè. Gạch nhà tắm hay là gạch gì? Gạch nhà tắm á. Rồi có. Dạ. Tẩy rồi mình tẩy cho nó sạch á. Đúng. Dạ. Ok. Đúng rồi, chai này đây. Rồi bán em chai Vim luôn. Rồi chai thôi, chai này đi. Rồi. Rồi, để cái lấy em thêm một chai này nữa đi. Rồi. Bán em bàn chải đánh răng với kem đánh răng. Kem đánh răng, BS. Lấy hàng thường cho được rồi ha. Đúng rồi. Một cây hết luôn. Lấy cây, mình kem đánh răng á, lấy cái cây. Một thôi. Còn bằng chải đánh răng lấy 4 cái đi. Nhưng mà mềm hay là dừa? Cũng như mềm hay là mềm dừa thôi. Mềm. Ok. Về nhà dạ. Mình khi cái răng nó yếu quá, cái xài cái kính quá nó không được. Dạ. 4 cái đi anh. Dạ, đang lựa 4 màu. Màu gì vậy cha? Xanh lá cao. Cái thô lá cao là thằng ấy anh 4 mấy ngàn anh. Dạ có thô cao, có thô cao. Rồi, đúng rồi, 4 màu, gọi gì nữa không chú Vinh ơi? Dạ, thêm gì nữa à? À, rồi tạm thời nhiêu đó đi. Dạ rồi để cho cái to về rồi bác kiểm lại. Dạ. 1 2 7
Rồi chay chay. Lifebuoy, này Lifebuoy thêm nữa đi. 44 chưa thêm lớn. Bây giờ để đi đường quỷ ra liền. Dạ ấy đi ông đợi tôi cái đi. Một bay hết. 23. Bốn chải. Bốn chải. À chải này chải mềm nha. Mềm. Dạ 8.32. Đây là một tẩy. À cái này một lửa tay. Lifebuoy. Ừ. Dạ. 1 2 3 4 1 BS nha. À 1 2 4 5 rồi đủ rồi đó. Dạ. Có gì nữa không? Rồi, tạm thời nhiêu đó đi. À alo, lấy cho tôi hai thùng vuông tím với lại hai thùng khăn 125 tờ. Dạ rồi rồi, với lại một thùng cào cũng đi. Dạ rồi, cảm ơn ạ. Rồi, thêm Lifebuoy ơi, xanh lai này nữa đi. Dạ bao nhiêu chai ạ? Một. Một chén. Rồi, một cái chén. 13. Này chắc cái này đơn giản nè, này soạn vô giùm tao đi. Cái này có dư nha, cái này dư của chị kia nha. Ừ, không có dư. 227 rồi của Su Vinh 227 đó. Rồi em gửi 500. Dạ được, không sao, để bà tính cho. Để chị soạn rồi chị tính. Rồi. Cháu ghế ngồi đi. Lửa đi, gái ơi. Hai chai tẩy tàu. Một chai tàu win. A một bé lớn. Ừ. 4.5 mì. Rồi. Rửa tay với chai rửa chén rồi. Dạ. Rồi nếu cái chai này á là mình tẩy cái bồn cầu nè phải không cô? Tẩy bồn cầu. Rồi cái ngoài tẩy... sàn nhà luôn. Sàn nhà luôn cũng được luôn đúng không? Ừ, cũng được luôn. Dạ, tẩy cái này nó chung chung nè. Cái đó này. Nó mạnh đúng dạ, không? Dạ, đúng rồi mình xài cái này 227. Cho nó mạnh. Rồi. Có gì cũng được. Rồi con gửi tiền. 227. Tiếp luôn hả? Dạ em mua cái này là đem từ thiện đó nên là 227 là 230. 230. Rồi thôi con 270. Rồi. Cảm ơn con. Dạ để hôm nào có ấy là con mua thêm gì đó con Linh cũng mua thêm. Dạ cảm ơn cô. Rồi thì bây giờ là mua mấy cái này xong rồi thì bây giờ mình xuống lấy hàng ở dưới à, bà con tham quan chợ Vĩnh Long tí nè. Đây là một góc thôi, đây là một cửa bên đây thôi, còn cửa bên kia nữa lớn lắm. Đây anh này, anh gói sẵn cho mình rồi. Anh bỏ vô cái bao cho em phải không anh? Cái này thì dễ, cái này mình bán được nè. Còn cái kia mình chồng lên luôn hay sao anh? Ừ, chồng lên nhà, lấy băng keo dán lại. Dạ. Hôm trước có đi chợ rồi nhưng mà chợ bán không có đầy đủ như ở chợ Vĩnh Long mình. Chợ Đồng Phú là bên kia là chợ nhỏ. Dạ, bán đồ thì ít. Rồi bữa nay mua thêm. Chỗ này thì anh bán hàng rất là giá cả cũng phải chăng, với lại là khi mà mua hàng á thì anh cũng gói hàng cũng tận tình cho mình lắm. Nên là thường xuyên thì mình cũng mua ủng hộ anh. Đó, anh gói này gọn gàng ghê không? Vô. Còn cái chổi nữa nè. Chỗ này cặp bên hông. Ở đây cái này chắc em để trước được nè.
Ngoài những cái thứ mà mình mua rồi thì ở đây anh có bán gỗ nè, sọt rác nè, thùng đựng nước đá nè, rồi mấy cái khay đựng khăn giấy nè, rồi mấy cái ghế đẩu, ghế bằng mũ nè, rồi bóng đèn, rồi mấy cái dĩa, thao, nồi, rồi nói chung là tất cả đồ gia dụng thì anh đều có bán hết ở đây. Thấy vậy chứ ở trong là còn rất là nhiều, thì ở ngoài thì anh chỉ trưng ít thôi, còn ở trong là còn nhiều lắm nè. Mấy cái chậu hoa thì tinh rồi này kia là cũng có đầy đủ hết nè. Những cái bình hoa, những cái ly tách cúng cũng đầy đủ hết luôn nè. Nên là các cô chú anh chị có mua thì ủng hộ cho anh trai ở chợ Vĩnh Long. Rồi chắc cứng rồi đó anh ơi. Này cho mình sọt ở đây luôn quá. Được rồi đó, đó. Rồi anh sẵn anh băng giùm em qua một cái luôn. À, nên là nhiều khi mình đi xe máy mình không có chở nhiều được, không có mua đồ nhiều được là như vậy. Nên là cái hôm nào mà cần mua cái gì trước, cần mua cái gì sau thì mình sẽ mua mà chở qua từ từ. Rồi ok, rồi cái đó bỏ trước rồi được anh. À, cái này em bỏ trước rồi nè, máng bên hông này nè. À, mới nhiêu đây thôi mà chiếc xe là đầy hết luôn rồi nè. Rồi tính tiền giúp em. Là 620 ngàn đúng không? Đâu anh coi cái hóa đơn là giùm em. Rồi đây là cái hóa đơn nè. Kiểm lại nè, chổi nè, thảm nè. Chổi là 1, thảm là 4 nè, rổ là 2 nè. Kỳ là 1 nè, K là 3 nè, ra nước, thùng lau nhà 200 ha, 240 ha, thùng rác là 85 ha, rồi tổng là 620 ngàn. Rồi ok, cứ cái hóa đơn này giúp em. Nó có cái hội vậy, phải kê khai cho nó rõ ràng. Dạ đúng rồi, mình mua đồ đạc này kia mình dạ, cũng phải rõ ràng để mình biết dạ. Đường giống như là tiền bao nhiêu mà còn lại bao nhiêu. Dạ. Dạ, 620 ngàn. Vậy là thối lại 380. Anh có hai chục không? Chắc có à. Mình chia thối cho em nè. Ở cái này nè, có nè, 20 nè. Rồi cảm ơn. Rồi ok, vậy là 400. Rồi ha, rồi bây giờ để em hôm nào em coi có cái gì mà thiếu á thì em ghé em mua sau. Dạ dạ. Rồi cảm ơn anh. Dạ dạ. Ừ. Rồi cảm ơn anh nhiều. Dạ. Ok, rồi giờ mình tiếp tục mình di chuyển qua nhà của chị Thanh. Từ đây qua nhà của chị Thanh là còn tới khoảng mười mấy cây nữa ạ. Tại qua phà thì cũng hơi tốn thời gian tại vì rất là đông. Rồi sẵn đây là cho quý vị và các bạn, chúng ta các cô chú anh chị xem một vòng chợ Vĩnh Long luôn nha. Rồi ở đây là cái khu bán rau củ quả đây, bán rất là nhiều. Khu đây là bán thịt bò, thịt heo nè, trứng, rồi bông hoa. Rồi lúc trước ở đây là chỗ mà bán rau củ quả nhưng mà hiện tại là đã dời qua đây rồi. Rồi ở đây là chỗ mà chợ rau củ quả với là bán cá rồi dưới đây nè, hải sản rồi lại dưới này. Rồi khu bên đây là cũng bán đồ gia dụng, trái cây hai bên.
mình đi thì giờ này là 11 giờ buổi trưa rồi nên là chợ cũng hơi vắng một tí, chứ mà đi buổi sáng hoặc là buổi chiều thì rất là đông. Bên đây là cũng có bán trái cây nữa này nha. Đó. Rồi ở đây là mình đang di chuyển qua bến phà. Bến phà An Bình để mà đi qua nhà của chị Thanh. Nói chung là đi lại cũng tốn nhiều thời gian, là nhất là cái đoạn này. Qua xong là phải lụy phà. Xuống được nó không chị? Rồi trễ chuyến đò. Bây giờ là chỉ chạy có một chuyến thôi, buổi sáng thì hai chiếc chạy qua chạy lại, rồi bây giờ là chỉ có một chuyến thôi. Đây, mỗi chuyến như vậy là đông, rất là đông khách luôn. Ở đây ạ, đây là phà An Bình. Phà này cũng cũng nhỏ thôi ạ, chứ không có lớn. Ở những cái phà lớn thì có xe ô tô còn đi được. Phà này xe ô tô cũng đi được nữa, nhưng mà đi được khoảng 1-2 chiếc thôi, chứ không có được nhiều. Nhưng mà đa số thì bà con đi xe gắn máy là đi phà An Bình này. Còn đi xe ô tô, đi xe tải thì đi phà Cổ Chiên. Hôm nay trời rất là nắng ha, rất là nóng. Thời tiết bây giờ nhiệt độ là khoảng 37-38 độ. Mà mấy nay thì không có mưa. Có hôm trước thì có mưa lâm râm thôi, không có mưa. Bây giờ thời tiết rất là khắc nghiệt. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiếp tục đợi phà để mà di chuyển qua thăm hai mẹ con của chị Thanh, cũng như là sẽ thuyết phục Hương bỏ những cái đồ cũ để mà thay bằng những cái đồ mới này. Cảm ơn tất cả các cô chú anh chị, các nhà hảo tâm đã đồng hành hỗ trợ giúp đỡ cho hai mẹ con của chị Thanh, cũng như là gửi tiền về để mà giúp đỡ cho hai mẹ con mấy ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các cô chú anh chị khán giả rất là nhiều đã theo dõi video của mình hôm nay. Chúc tất cả các cô chú anh chị có rất nhiều sức khỏe và đón xem những video tiếp theo của mình nhé. Bye bye.